Xin chào các khán giả của kênh bình luận viên Tạ Biên Cường Plus. Liverpool, Real Madrid gặp nhau trong ngày định mệnh. Stade de France sẽ là nơi viết tiếp chương mới của một trong những giải đấu quyến rũ nhất bóng đá thế giới. Người chiến thắng sẽ nâng cao chiếc cúp Champions League, danh hiệu đáng mơ ước nhất thế giới cấp câu lạc bộ. Real Madrid đang là đội bóng giàu truyền thống nhất khi đang hướng đến việc giành 14 chiếc cúp vô cùng danh giá, trong khi Liverpool nhắm tới chiếc vô địch thứ 7. Lữ đoàn đỏ sẽ bắt đầu trận chung kết với vị thế cao hơn, nhưng lịch sử lại nghiêng về đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. 4 năm trước, cổ động viên yêu màu đỏ vùng Merseyside đã phẫn nộ vô cùng khi nhìn thấy ngôi sao số 1 của mình là Mohamed Salah phải rời sân sau va chạm với trung vệ đầy mánh khóe Sergio Ramos. Tuy vậy, hiện tại khi đã không còn người đội trưởng huyền thoại của sân Bernabeu và nếu trắng tay rời nước Pháp thay cho Jurgen Klopp, chỉ nên tự trách mình mà thôi. Real Madrid đang chiếm ưu thế hơn khi nhắc về lịch sử với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 lần bại trận trước Liverpool. Trong 8 lần gặp nhau trước đó, kênh cân trắng đã ghi 10 bàn vào lưới đội chủ sân Anfield và để thủng lưới 8 bàn. Hậu vệ Alan Kennedy đã ghi bàn thắng duy nhất khi Liverpool đánh bại Real tại Paris để giành quyền vào chung kết cúp C1 châu Âu năm 1981. Nhưng Los Blancos đã phục hận trong trận chung kết Champions League mùa giải 2018-2019 khi Gareth Bale lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 tại Kiev. Trung phong Karim Benzema cũng đã điền tên mình lên bảng tỷ số trong trận chung kết năm đó và anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đối đầu giữa hai đội với 4 pha lập công. Dẫu vậy, chúng ta không thể mãi bàn về quá khứ mà quên đi hiện tại. Hành trình đến với trận đấu cuối cùng của Champions League 2021-2022 của Real Madrid và Liverpool chẳng hề giống nhau. Real Madrid trong mùa giải đầu tiên đón chào sự trở lại của Carlo Ancelotti đã có một hành trình khá thành công. Việc vô địch sớm 4 vòng đấu của La Liga khiến Los Blancos có thể thảnh thơi hơn Liverpool để đón chờ trận chung kết Champions League mùa này. Dẫu vậy, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn không được đánh giá quá cao trong một mùa giải mà cả Barca và Atletico, hai đại kình địch không đội trời chung và có khả năng cạnh tranh lớn nhất, đều lâm vào khủng hoảng. Ở đấu trường châu Âu, mặc dù đã trải qua 3 trận ngược dòng đầy cảm xúc trước những ông lớn sừng sỏ như Chelsea, Paris Saint-Germain hay Man City, đoàn quân của Carletto vẫn không hề được nhận xét tốt về mặt lối chơi và sức mạnh. Trận chung kết tới đây, khi không còn điểm tựa tâm linh mang tên Bernabeu, Real nên dè chừng bởi đối thủ của họ là một Liverpool đang khát khao trả món nợ đã vay 4 năm về trước. Phía bên kia chiến tuyến, Jurgen Klopp cũng đã có một mùa giải khá trọn vẹn. Dù ngậm ngùi về nhì ở giải Ngoại hạng Anh khi chỉ kém Man City 1 điểm, giờ Klopp cũng đã kịp nâng cao 2 chiếc cúp quốc nội là Carabao Cup và FA Cup. Tại Champions League, Lữ đoàn đỏ được xếp vào bảng B cùng với Atletico, Porto và Milan. Ở vòng 1/8, Liverpool dù thua Inter 0-1 tại Anfield vẫn đi tiếp vì họ đã thắng 2-0 ngay trên đất Italia trong trận lượt đi. Tiếp đó, họ vượt qua Benfica với tổng tỷ số 6-4 ở tứ kết trước khi thắng tiếp Villarreal tổng tỷ số 5-2 ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Cú ăn 4 vĩ đại của Liverpool đã bất thành nhưng phía trước của Lữ đoàn đỏ vẫn còn trận chung kết quan trọng với Real Madrid. Còn nhớ trong đêm nghiệt ngã đối với đội bóng thành phố Cảng ở Kiev cách đây 4 năm, giờ Klopp đã gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường bởi chính đại diện tới từ Tây Ban Nha. Mặc dù đã vô địch sau đó đúng 1 năm nhưng với những cổ động viên nhiệt thành, nỗi đau ấy sẽ chẳng thể nào phai nhòa đi và ngọn lửa hận thù ấy lại một lần nữa rực cháy lên như đòi thiêu đốt kẻ đã cướp đi giấc mơ của họ. So với đối thủ tới từ Tây Ban Nha, Liverpool gặp bất lợi do cầu thủ của họ vất vả hơn ở mùa giải này. Theo tờ Marca, nếu như Liverpool khởi đầu mùa giải 2021-2022 từ ngày 20 tháng 7 năm ngoái, thì phải đến ngày 8 tháng 8 năm 2021, Real mới làm điều tương tự. Riêng với tiền đạo Karim Benzema, đến tận ngày 14 tháng 8 năm 2021, anh mới khởi đầu mùa giải mới cùng đội bóng Hoàng gia. Thống kê cho thấy đến giai đoạn này của mùa giải, hai tiền đạo chủ lực của Liverpool là Mohamed Salah và Sadio Mane mỗi người đá 69 trận, con số này với trung vệ Virgil van Dijk cũng lên đến 61. Ở bên kia chiến tuyến, hai tiền đạo Karim Benzema và Vinicius mới lần lượt chơi 52 và 59 trận, trong khi con số này với trung vệ Eder Militao là 56. Không chỉ phục vụ cho Liverpool mà cả Mane lẫn Salah đều đá tới 14 trận cho đội tuyển quốc gia mùa này. Họ ra sân nhiều như vậy là do hai đội tuyển Ai Cập và Senegal vào tới trận chung kết giải vô địch các quốc gia châu Phi. Bên phía Real, cầu thủ vất vả nhất của họ cũng chỉ cán mốc chơi 8 trận cho đội tuyển quốc gia từ mùa hè năm ngoái tới nay. Nếu như bài toán thể lực đang đè nặng lên những toan tính của chiến lược gia đại tài Jurgen Klopp,
thì Kền Trắng cũng chẳng còn mạnh như lần chạm trán tại Kiev 4 năm về trước. Thay Zidane trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là một huấn luyện viên lão làng Carlo Ancelotti, và họ cũng không còn siêu sao Cristiano Ronaldo dẫn dắt hàng công cũng như siêu trung vệ Sergio Ramos chỉ huy hàng phòng ngự. Không còn Ronaldo nhưng Real ở mùa này vẫn chơi tấn công rất tốt dưới sự dẫn dắt của trung phong Karim Benzema. Tiền đạo người Pháp đã cặp ăn ý với đồng đội trẻ Vinicius. Bộ đôi một già một trẻ này đã ghi tổng cộng 18 bàn thắng để đưa Real Madrid vào đến trận chung kết. Trong đó Benzema gần như đã cầm chắc danh hiệu vua phá lưới với 15 pha lập công. Như ở hàng thủ, Real mùa này không còn sự chắc chắn như ở những mùa giải tham dự Champions League trước đây. Kể từ vòng knockout của mùa giải 2021-2022, đội bóng của Carlo Ancelotti đã để thủng lưới tới 11 bàn, trong đó họ bị Man City xé lưới tới 5 lần sau 2 lượt trận ở vòng bán kết. Sự khác biệt của Real Madrid đến từ băng ghế huấn luyện với sự góp mặt của ông vua đấu cúp. Carlo Ancelotti thật sự là rào cản lớn cho tham vọng của Liverpool. Ông đứng trước cơ hội trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử giành 4 danh hiệu Champions League. Trong trường hợp Real đánh bại Liverpool, kỷ lục chưa bao giờ quan trọng với Carlo Ancelotti, nhưng ông là huấn luyện viên giành số danh hiệu Champions League bằng cả Pep Guardiola và Jurgen Klopp cộng lại, nhiều hơn Jose Mourinho, Sir Alex Ferguson, Santé Den Bosque, Otmar Hitzfeld và Johan Cruyff. Bất chấp thành tích xuất sắc, cảm giác Carlo Ancelotti luôn bị đánh giá thấp. Cựu tiền đạo Antonio Cassano gọi vị huấn luyện viên người đồng hương là kẻ ăn may. Một số huấn luyện viên liên tục được ca ngợi về cái gọi là triết lý trong bóng đá, trong khi với Ancelotti, mối quan hệ với học trò chính là phong cách tiếp cận tốt nhất. Real khác, Liverpool tất nhiên cũng không chịu kém cạnh. Khác biệt đầu tiên và cực lớn là người đứng trong khung gỗ Liverpool bây giờ không còn là Loris Karius mà là Alisson Becker, một trong những thủ môn hay nhất thế giới thời điểm hiện tại. Dễ nhận thấy bộ ba tiền đạo The Cop đá trận chung kết 4 năm trước là James Milner, Jordan Henderson và Jorginho Wijnaldum là bộ ba tiền vệ phòng ngự đánh chặn hơn là những cầu thủ có nhiều sự sáng tạo trong lối chơi. Hiện tại thì Wijnaldum đã ra đi, Milner vẫn ở lại nhưng không thể chiếm được vị trí đá chính. Trong số 3 tiền vệ trung tâm ra sân từ 4 năm trước thì chỉ còn Henderson có thể giữ được vị trí chính thức tại Paris vào cuối tuần này. Còn hai bạn diễn với Henderson lần lượt là Thiago và Fabinho. Đây rõ ràng là hai sự tăng cường chất lượng tuyệt hảo so với 4 năm trước. Ba tiền đạo đá chính năm 2018 Sadio Mane, Mohamed Salah và Roberto Firmino. Năm nay vị trí của Firmino đã được thay thế bởi Luis Diaz. Đây là bản hợp đồng giúp khả năng tấn công của Liverpool bùng nổ và biến hóa hơn bởi Diaz cực giỏi trong những tình huống một đấu một ở hành lang biên trái. Sự xuất hiện của anh cũng giúp Mane được kéo vào đá số 9, đồng thời thường xuyên có những pha hoán đổi vị trí với Salah. Đó là một hàng công biến hóa trong cách di chuyển và bùng nổ ở từng cá nhân. Bước vào trận đấu này, Real Madrid cũng có lợi thế hơn về mặt lực lượng khi mà họ có đội hình gần như đầy đủ nhất, trong khi Liverpool có thể mất đi Thiago do chấn thương. Nếu The Cop không có sự phục vụ của người nhạc trưởng, chắc chắn họ sẽ khó lòng chống đỡ được bộ ba tiền vệ đáng gờm nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Siêu sao Mohamed Salah khẳng định Liverpool rất muốn trả món nợ cũ trước Real Madrid, món nợ vay ở mùa 2017-2018. Đấy là thời điểm các cầu thủ The Cop đá một trận chung kết Champions League sau khi quá lâu họ vắng mặt. Và sự lúng túng cũng đã xuất hiện khi cầu thủ xuất sắc nhất của họ phải rời sân. Đã 4 năm qua rồi, các chàng trai áo đỏ lúc đó đã được kinh nghiệm và bản lĩnh bồi đắp. Cùng với sự bổ sung những tân binh cực kỳ chất lượng, Jurgen Klopp cũng đã động não rất nhiều để tìm ra lối chơi thích hợp với những con người mà ông có trong tay. Còn Carlo Ancelotti đã hạ Liverpool của The Cop 2 lần với Napoli và trở thành huấn luyện viên đầu tiên và duy nhất của Everton thắng đại kình địch cùng thành phố ngay trên sân Anfield trong thế kỷ này. Vì vậy, ông biết cách đánh bại một trong những đội bóng hay nhất Premier League. Hãy cùng chờ xem trước ngưỡng cửa thiên đường Liverpool sẽ lại gục ngã hay Real Madrid tiếp tục nở nụ cười chiến thắng. Trận chung kết giữa Liverpool và Real Madrid diễn ra vào 2 giờ rạng sáng ngày 29 tháng 5 trên sân Stade de France. Chúng ta cùng chờ đợi, theo dõi và đừng quên để lại những lượt like, đăng ký cũng như những bình luận của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.